Bên Long tô thủ cho bên này đập mỏi cánh luôn. Rất hay. Một pha cầu bất ngờ, khoảng 2-3 đôi vận động viên sẽ được đánh giá cao hơn Long Tô một chút đấy ạ. Lật lưới nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Chuyển qua ve. Cầu không qua lưới. Điểm số 4-5 rồi. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Anh em vừa nào vừa bảo muốn xem Long Tô Quảng Ninh thi đấu thì bây giờ Hùng cho anh em xem nhá. Giới thiệu đến mọi người phía gần màn hình cặp đôi Hiếu Việt câu bộ Hammer đến từ Hải Phòng. Phía sau màn hình cặp đôi Long Tô câu bộ Thành Công Mạo Khê đến từ Quảng Ninh. Vận động viên Long giao cầu. Ở trận đấu này thì Hùng đánh giá cặp đôi áo trắng, cặp đôi chủ nhà Long Tô cửa cao hơn. Hello anh Hùng Dạo, đây là giải cầu lông thị xã Đông Triều mở rộng tranh cúp Thành Công. Với giải nhất lên đến 5.000 đô la. Em ơi cho anh xin chai nước được không? Cảm ơn. Sân nó có bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đúng rồi anh ơi, bây giờ mới bắt đầu xem một thôi nha, những điểm số đầu tiên ạ. Xin chào anh Lâm Phong, cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Cường Nguyễn. Xin chào anh Trọng Hải nhá. Cầu lông tỉnh Quảng Ninh. Em chào anh Nguyễn Tuyến nhá. Bên Long tô thủ cho bên này đập mỏi cánh luôn. Rất hay. Một pha cầu bất ngờ. Khoảng 2-3 đôi vận động viên sẽ được đánh giá cao hơn Long Tô một chút đấy ạ. Lật lưới nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Chuyển qua ve. Cầu không qua lưới. Điểm số 4-5 rồi. Ok, anh Long Tony cho biết là Các đôi từng có giải sẽ được đặt cách ở vòng ngoài. Bởi vậy mà chúng ta vẫn chưa thấy Ngọc Triệu hay là Thiều Tuấn Anh hay là Hoàng Anh Lâm thi đấu. Từ sáng giờ mà chưa thấy. Rất nhẹ nhàng nhưng rất tiếc là cầu ngoài sân một chút. Gỗ anh ơi, sân gỗ ạ. Cầu ngoài sân. Điểm số 8 đều, khá căng. Cứ nhắn vào page để xử lý nhá. Hoặc là chờ em xong giải này em về em xử lý cho. Tại vì nhân viên nó không quyết được cái đấy.
một pha chạm kiếm. Rất nhanh. Đường cầu khá giằng co. Anh Tô nãy giờ đánh hỏng hơi nhiều. Trên sân số 5, đôi nam nữ 46-50 Liệu Vương hợp nhất gặp Quy Nhập cùng chiều. Bắc Giang có Văn Hải anh ơi. Bắc Giang có Văn Hải đánh ạ. No Boy D đã giúp em chia sẻ live stream. Đập cầu tốt 13-11. Cầu ngoài điểm 13 đều. Trận đấu này cặp đôi phía ngoài màn hình là Việt Hiếu đến từ Hải Phòng, câu bộ Hammer. Phía sau màn hình là cặp đôi Long Tô, câu bộ Thành Công Mạo Khê Quảng Ninh. 14-15 chiều hay là đánh chung kết tối nữa. Phản cầu ngoài sân rất tiếc. Bên kia đã bị loại bỏ hoàn toàn. Cầu ngoài sân khá nhiều. 16-15 cho Hiếu Việt. Cầu ngoài sân 16 đều. Khánh cổ vũ Hiếu Béo cố lên. Đập cầu quá chất lượng. 17-16. Và chém cầu khá cảm giác, 17 đều. Rất giằng co. Xét 1 nha thằng em Lương Hồng Cần ơi, xét 1. Vẫn lên, không lên được rồi. 20-17. Set đầu thứ nhất kết thúc chiến thắng cho Long Tô. Bắc Ninh chưa đánh mọi người nhá. Trên sân số 3, đôi nam mở rộng. Sang Vinh, câu lạc bộ Bắc Ninh gặp Kiều Tuấn Anh Bắc Ninh. Số 3-1, Viên Long giao cầu.
Tôi nghĩ rằng khéo xếp 2 này sẽ kết thúc nhanh hơn đấy ạ. Cam đỏ bây giờ đến xe này căng căng là khéo hết sức, sẽ bị trùng tay. Vẫn còn Long Tô thì khả năng là xe 2 này sẽ đánh vào tay hơn. Đội điểm 25. Đập cầu rất găm. 62. Khá hay. Chấm cầu lỗi. Đuối rồi, 9-3. Vận động viên Hưng sẽ cặp với vận động viên Minh, Hưng Minh của Bắc Ninh. Còn vận động viên Đức cặp với vận động viên Hải Quốc Oai. Quá gắt. 11-4. Anh em nào muốn đến sân xem Hot Girl thì đến nhà thi đấu nhá. Cầu ngoài sân, điểm số 16-5. Trận đấu sau cũng sẽ rất hay. Đức Con của Bắc Ninh cặp với cặp đôi ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đấy ạ. Cầu ngoài sân, điểm số 10-19.
Đúng rồi anh Trịnh Bảo ơi, Tú và anh Mạnh Nho. Từ lúc Lê Văn Tú tham gia cái giải đấu thành công Mạo Khê từ lần đầu đến giờ thì năm nào cũng có giải không nhất thì nhì. 21-12. Trận đấu kết thúc